Chào tất cả các bạn, bạn khỏe không? Mình mong là các bạn luôn luôn khỏe và thành công trong công việc. Hôm nay Thái Lớn sẽ quay lại với các bạn trong cái chủ đề phần thứ 3, hướng dẫn sử dụng xe Vios. Chủ đề này sẽ cho các bạn khám phá tất cả các nút bấm bên trong chiếc xe. Phần 1, phần 2 là những cái gì liên quan tới bên ngoài, các thứ là đã có rồi. Mời các bạn cùng theo Thái Lớn nha. Và bây giờ chúng ta đang ngồi trong một chiếc xe Toyota Vios bản E, nhưng mà bản này là số tự động. Chiếc này thì xưa giờ xong xuôi giấy tờ của nó khoảng tầm 600. Nếu các bạn trả góp thì các bạn chỉ cần đâu đó là khoảng 180. Còn các bạn muốn vay thêm nữa hay chi tiết nữa thì vui lòng liên hệ với Thái. Hôm nay chúng ta đi vào cái chủ đề hướng dẫn những cái nút bấm trên xe này. Chiếc xe này mới về, nguyên zin từ nhà máy các bạn nha. Về chìa khóa thì xe Vios có cái điểm đặc biệt là nó chỉ có một cái chìa khóa remote thôi các bạn nhé. Nó hai chìa khóa cơ và đây là một trong hai chìa khóa cơ của nó. Cộng với một cái chìa khóa remote nó là 3. Công việc đầu tiên là chúng ta hình dung, có thể chúng ta là người tưởng tượng chúng ta là người mới nhận cái xe thì chúng ta hình dung cái bố trí, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy nó nhiều nút bấm, chúng ta cảm thấy nó hơi rối. Tuy nhiên là nó có cái nguyên tắc và theo khu vực của nó hết. Ví dụ trên khu vực vô lăng, xe Vios thì vô lăng nó không có nút nào hết. Và hai cái cần vô lăng này, một bên là đèn, một bên là gạt nước. Rồi chúng ta chia vùng nó hết đi cho dễ. Toàn bộ đồng hồ tốc lô này ở đây thì tất cả các thông tin báo bằng kim hoặc bằng đèn trên đồng hồ tốc lô. Các bạn cứ giữ vững nguyên tắc khi chúng ta lái, chúng ta như là người phi công của chiếc máy bay vậy đó. Thì toàn bộ thông tin ở trên đây, nếu mà nó báo đỏ là chúng ta phải dừng lại. Mình lấy ví dụ như các bạn chưa xả hắn tay, nó báo đèn đỏ thì các bạn phải dừng lại, đúng không ạ? Hoặc là chưa hắt đai an toàn thì báo đỏ. Còn những cái tín hiệu báo ở cái dạng đèn màu vàng thì chúng ta có thể tạm thời chạy được, nhưng chúng ta vẫn phải tìm hiểu nguyên nhân của nó. Còn nếu màu xanh thì không vấn đề gì, giống như luật giao thông của chúng ta vậy đó, xanh đỏ vàng. Rồi. Khu vực này là khu vực hệ thống âm thanh. Thì chúng ta liên quan gì tới hệ thống âm thanh thì chúng ta chỉ quan tâm tới khu vực này thôi. Còn những khu vực còn lại chúng ta không quan tâm. Khu vực này là khu vực liên quan tới máy lạnh. Liên quan tới máy lạnh. Tất cả những gì liên quan tới máy lạnh, sưởi, điều hòa gì đó chúng ta chỉ quan tâm tới khu vực này thôi. Tất nhiên là đây thì cần số ai cũng biết rồi. Khu vực bên đây là lên xuống kiến. Lên xuống kiến thì nó tượng trưng 4 cửa. Các bạn hình dung rồi đó. Rồi. Khu vực bên đây là gập gương. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết nha. Từ một cái xe, công việc đầu tiên của chúng ta là nổ máy. Phần nổ máy thì mình lưu ý các bạn, nếu là số sàn thì các bạn sử dụng cả hai chân, nếu là số tự động thì các bạn sử dụng một chân thôi. Và nếu là số sàn thì các bạn nhớ đạp con dứt khoát, đạp lúc con, đạp thật sát. Có một số tình huống các bạn đạp con nhưng mà các bạn đạp chưa sát và các bạn tưởng là bạn làm sát, các bạn cứ khăng khăng là các bạn đạp con đã sát rồi. Do nhiều khi các bạn chỉnh cái ghế này nó xa quá, các bạn đạp hết cái chân rồi, bạn nghĩ là sát nhưng mà nó không sát. Lưu ý điều này, chúng ta chỉnh ghế cho đúng tầm và chúng ta đạp sát sàn. Rồi. Chúng ta nổ máy. Vâng, xe số tự động thì chúng ta chỉ cần nổ máy mà thôi. Một số người hỏi tại sao không đạp phanh mà vẫn nổ máy được. Chuyện này bình thường các bạn nhé, vì chúng ta để vị trí B, chúng ta không cần đạp phanh chúng ta vẫn nổ máy được, xe cũng không có ảnh hưởng gì, an toàn, cho nên các bạn yên tâm. Rồi. Mở đèn, các bạn quan tâm cái phần mở đèn. Tay lái này nhẹ nha. Trợ lực điện mà các bạn. Ok, và bây giờ đây là mở đèn. Đèn thì chúng ta có đây. Đèn thứ nhất là đờ mi, thứ hai là đèn pha, thứ hai là đèn cốt, thứ ba là đèn pha, thứ tư là đèn sương mù trước, thứ năm đèn sương mù sau, và thứ sáu là đèn xi nhan. Đèn xi nhan thì dễ rồi, nó trước, nó giống nguyên tắc cứ gạt về bên trái, gạt xuống là nó xi nhan trái. Cái này đơn giản không nói nhiều. Rồi. Mở đờ mi. Vâng. Khi nào mà chúng ta mở đờ mi? Khi trời mới vừa chợp trọn tối hoặc là khi chúng ta đậu xe trên đường quê không có đèn đường, chúng ta mở đờ mi nha các bạn nha. Rồi mở cốt. Khi nào chúng ta mở cốt thì những khi chúng ta chạy trong thành phố là chúng ta mở đèn cốt. Các bạn thấy ký hiệu. Có ký hiệu, ký hiệu này các bạn làm quen các ký hiệu trên công tắc ha. Ký hiệu này là ký hiệu đờ mi, ký hiệu này là cốt. Ký hiệu này là đèn sương mù. Các bạn thấy ha, cái này ký hiệu đèn sương mù sau, này đèn sương mù trước. Các bạn nhìn những cái hiệu này mới nhìn qua thì nó na ná giống nhau, nhưng khi các bạn nhìn kỹ đây để mình focus. Rồi đây, đèn cốt thì nó gục xuống, đúng không ạ? Đèn này nó cũng gục xuống nhưng mà nó là có thêm cái gạch thì nó là đèn sương mù. Đèn này nó chỉa hẳn
thì có, nhưng mà lại có cái gạch thì nó là sương mù sao. Rồi, quy định nó là vậy. Rồi, để mở code thì chúng ta mở khi chúng ta chạy thành phố, trong trường hợp chúng ta cần ánh sáng cao hơn khi chúng ta chạy đường trường ở các vùng quê đèn đường kém hoặc không có đèn đường thì chúng ta mở đèn pha. Mở pha chúng ta mở như thế nào? Chúng ta đẩy hết về. À, các bạn xem cái tay của Thái có cái nè, đẩy xuống, đẩy xuống là pha. Rồi, ok. Như vậy là các bạn đã biết mở đờ mi pha code, còn lại đèn sương mù. Đèn sương mù thì khi mà chúng ta mở đèn sương mù, ở đây vị trí không, vị trí không đây, các bạn thấy không ạ? Vị trí không thì chúng ta không chưa có đèn sương mù, có code mà chưa có đèn sương mù, chúng ta bắt đầu mở đèn sương mù lên. Và trong trường hợp chúng ta cần mở đèn sương mù sau thì tôi sẽ dặn thêm một cái. Các bạn lưu ý cái này nó giống như ngón tay và cái này giống như chiếc nhẫn vậy. Trong đây nó còn một cái khâu này. Cái khâu này ít người khám phá. Rồi. Điều kiện lưu ý một xíu là cái điều kiện để mở đèn sương mù á là chúng ta phải mở đèn, ít nhất là chúng ta phải mở đèn đờ mi. Mình lấy ví dụ bây giờ mình tắt hết. Rồi, mình tắt hết. Nếu như chúng ta không mở gì hết, chúng ta mở đèn sương mù lên nó không sáng. Mở được nhưng mà nó không sáng. Các bạn ha. Rồi. Đồng ý có pha và đồng thời trên đây nó có đèn báo ha. Rồi. Rồi. Làm lại đờ mi sương mù. Có một số người thì khi mà trời mới mới chập choạng tối thì người ta lại mở đèn đờ mi và đèn sương mù trước như thế này. Rồi và đây là mở đèn sương mù sau. Lưu ý khi mở đèn sương mù sau thì nó hơi chói các bạn nha, cho nên các bạn chạy đường trường các bạn mở đèn sương mù sau thì nó hay hơn là mở ở trong thành phố thì nó sẽ gây chói mắt cho người đi phía sau. Rồi, xe mình thì nó đẹp mà người sao chói mắt các bạn cũng nên cân nhắc. Rồi như vậy là xong cái phần đèn các bạn nhé. Rồi, đá pha một cái nữa là đá pha. Đá pha các bạn nhìn cái ngón tay mình kéo nó vô, các bạn thấy không ạ? Kéo vô và như vậy thì đèn pha của chúng ta nó sẽ nhá lên. Chúng ta cần nhìn ở bên trong đây là chúng ta cũng biết được là đèn pha của chúng ta có sáng hay không ạ. Rồi. Và đây là cái cần gạt nước của xe tên xe Vios các bạn nhé. Cần này nó có những tính năng nào? Thứ nhất là nếu các bạn gạt một cái các bạn đá lên rồi đá xuống, đá xuống là gạt gián đoạn, kết hợp với lại cái công tắc ở bên trong đây, các bạn hình dung nó giống như là chiếc nhẫn trên cái ngón tay mình vậy đó. Trong cái gián đoạn này á thì nó hình dung, các bạn hình dung là nó chỉnh chiếc nhẫn này, chỉnh cái độ nhanh chậm, tức là khoảng cách giữa hai lần gạt. Xuống đây thì gạt liên tục và xuống đây là gạt tốc liên tục, tốc độ nhanh. Rồi, như vậy là chúng ta biết được bốn vị trí rồi các bạn ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên cho các bạn coi chúng ta gạt một chạm ha, mình đá lên ha. Mình sẽ đá này lên. Rồi, đá lên. Các bạn thấy gạt nước gạt một cái không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đá xuống. Xuống. Đây là gạt gián đoạn. Rồi, bạn thấy khoảng cách giữa hai lần gạt bạn cảm nhận được không ạ? Đó, khá là nhanh đúng không ạ? Thì khi chúng ta chỉnh cái kiềng này xuống đây thì bạn sẽ cảm nhận lại. Vâng, khá lâu. Khá là lâu sau thì khoảng 5 6 7 giây gì sau thì nó mới gạt một cái. Thì cái này dành cho trường hợp trời mưa nhỏ nhất. Còn trường hợp mình dặn cái này lên là mưa trung bình, trường hợp mình dặn cái này lên nữa thì mưa nhỏ nhưng mà nó tương tương đối nhiều, tương đối nhanh đó, khoảng cách giữa hai lần gạt nó nhanh hơn. Và cuối cùng là và kế tiếp là xuống đây ha, là gạt chậm mà liên tục, chậm mà liên tục. Rồi, và các bạn thấy đây là chậm gạt nhanh, liên tục nhanh, một cái là liên tục chậm, một cái liên tục nhanh. Rồi, chúng ta kéo vô thì nó xịt nước, các bạn xem. Kéo vô, kéo vô, xịt nước, kéo vô là xịt nước. Rồi, trong trường hợp chúng ta không gạt nữa thì chúng ta đá cần gạt nước lên hết, đá lên hết, rồi. Liên tục chậm đây, gián đoạn đây, và đây là vị trí không. Trong trường hợp mà các bạn không biết là nó đang nằm vị trí nào mà cứ đá đá mấy cái giống như Thái chỉ rồi mà vẫn cứ còn cứ cứ gạt gạt hoài á, thì chúng ta cứ đá hết lên, đá hết lên đây và thả ra một cái, đó là chắc chắn là nó về vị trí không. Rồi. Vậy các bạn nhé. Liên quan tới hệ thống âm thanh thì có một cái câu hỏi là hệ thống âm thanh nó hát khi nào, khi công tắc ở trạng thái nào? Hệ thống âm thanh nó hát khi công tắc ở trạng thái chúng ta đang nổ máy chúng ta chạy là đương nhiên rồi các bạn nhé. Thế này ví dụ vị trí là vị trí chạy, vị trí công tắc này là vị trí
vị trí nấc một ha, mình gọi là vị trí nấc một, và dây là rút ra hết ha. Thì hệ thống âm thanh nó vẫn có thể hát khi các bạn đưa công tắc vào vị trí nấc một. Vị trí nấc một này thì hệ thống âm thanh nó làm việc. Và như vậy cũng có một số trường hợp là các bạn ngồi chờ người nhà đi đâu đó và mở hệ thống âm thanh nghe. Trong trường hợp chờ quá lâu cả buổi cả ngày ngồi cứ mở nhạc sập sình, có những người mở nhạc lớn thì cái loa nó tiêu thụ điện lớn, thì dẫn đến là một hồi tới khi tới trưa tới chiều người kia ra thì đời máy không được. Cái này các bạn cũng nên lưu ý. Và hệ thống âm thanh nó hát được ở hai vị trí này, các bạn biết rồi nha. Rồi liên quan tới hệ thống âm thanh hát được ở vị trí công tắc nào thì mình cũng lưu ý với các bạn cái đèn ha. Lưu ý với các bạn cái đèn. Cái đèn thì nó không phụ thuộc vào công tắc, ở vị trí nào bạn cũng mở được. Cho nên là cái đèn này nó có tình trạng là các bạn đi qua đường hầm, cái này bản thân thấy bị rồi, đi qua đường hầm mình mở đèn, mình sợ bị phạt mình mở đèn. Mở đèn xong mình về nhà cái mình tắt hết công tắc, cái mình rút ra, cái mình đi vô. Bây giờ trời đang sáng như thế này. Trời đang sáng như thế này chúng ta cũng không để ý là cái đèn, chúng ta bước ra và chúng ta đi ra phía sau chúng ta không để ý là cái đèn chúng ta nó sáng, chúng ta không phát hiện được. Và như vậy chứ lên nhà ngủ một giấc xong ăn uống xong xuống xách xe đi, ví dụ vậy. Thì lúc đó là nó cả mấy tiếng đồng hồ thì cái đèn nó sáng liên tục như thế. Và sao? Hết bình. Trường hợp là hết bình. Tới chừng cần đi, lúc cần đi thì lại xe mình hết bình. Cho nên cái mà Thái muốn nói ở đây là chúng ta trước khi rời khỏi xe, chúng ta quan tâm và tắt hết, rút hết chìa khóa ra và tắt hết thiết bị điện, trong đó có cái đèn, là nó không phụ vào công tắc. Ví dụ cái âm thanh này nó phụ công tắc, chúng ta rút ra tự động tắt, chúng ta yên tâm rồi. Nhưng mà cái đèn thì nó không phụ vào cái công tắc, công tắc chìa khóa, cho nên các bạn lưu ý nha. À, có một việc hãy lớn qua nói cho các bạn là có nhiều người xem clip trên đây xong rồi tới mua xe thì cứ nghĩ là mua ai cũng vậy. Nếu các bạn quý Thái Lớn, xin vui lòng ủng hộ cho Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn, để phòng của Thái Lớn có được chỉ tiêu. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe, xin vui lòng một là gọi trước cho Thái Lớn, hai là các bạn đến showroom vui lòng nói với tiếp tân các bạn là tôi muốn làm việc với anh Thái Lớn hoặc là đội nhóm của anh đó. Như là những cái bạn như là bạn Khoa, bạn Hằng, bạn Duy. Các bạn Hằng, Khoa, Duy là những cái bạn mà đã được Thái Lớn đào tạo rất kỹ, cùng một cái phương châm làm việc phục vụ khách hàng hết mình. Đặc biệt là các anh chàng này thì đó là những các bạn sức trẻ, cho nên là nếu mà nói về phục vụ thì phục vụ các bạn đôi khi là nhiệt tình hơn mọi lúc mọi nơi. Trong trường hợp các bạn có làm những cái việc gì đó mà chưa thỏa mãn các quý khách, quý khách có thể gọi điện cho Thái Lớn hoặc là Thái Lớn chịu trách nhiệm với các bạn. Các bạn hãy yên tâm nhé, rất mong các bạn ủng hộ phục vụ đội nhóm của Thái Lớn. Nhớ là tới showroom nói tôi muốn gặp anh Thái Lớn hoặc là Hằng, Khoa, Duy. Bây giờ chúng ta quay lại với hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh thì đây. Đây chúng ta hệ thống âm thanh thì chúng ta tắt nguồn các bạn ha. Mở nguồn các bạn ha. Rồi, tắt mở. Rồi, tăng giảm âm thanh. Đây chúng ta đang có đài. Tăng giảm đài, đúng không ạ? Đơn giản. Rồi, trong trường hợp chúng ta hát đài thì chúng ta có hát được FM và hát được AM. Chúng ta nhìn lên cái nút này là chúng ta hình dung là cái đầu của chúng ta nó xài được bao nhiêu thứ. Hát được FM, AM nè. Hát đĩa được nè. Nếu chúng ta có cái đĩa sẵn đây chúng ta chịu hát đĩa. Hát được USB và AUX thì chúng ta nếu có thiết bị USB và AUX cắm vô ngay chỗ này. Cắm ngay chỗ này thì chúng ta hát được USB và AUX. Và BT Audio là chúng ta kết nối Bluetooth nha. Ngoài ra trong bất kỳ cái đầu CD nào thì nó cũng có hướng dẫn chúng ta chỉnh được cái ba lăng fader, hay nói cách khác là cái xe mình nó có bốn loa, có bốn loa hoặc là sáu loa nhưng mà nó chia làm bốn góc, nó bố trí loa ở bốn góc. Và như vậy thì chúng ta có thể cho hát hai cái loa trước hoặc là hai cái loa sau, đúng không? Hoặc là hai cái loa bên trái hoặc là hai cái loa bên trái hoặc là hai cái loa bên phải các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta thử khám phá là bây chúng ta đang hát FM các bạn thấy không ạ? Và chúng ta chuyển qua AM này, chúng ta bấm vô đây. AM FM 2 rồi sau đó nó sẽ về AM. Các bạn thấy không ạ? Rồi ví dụ chúng ta có cái đĩa này, chúng ta bấm vô đĩa, chúng ta đang nghe cảm thấy dò hết tất cả các đài rồi mà chúng ta thấy không hay thì chúng ta bấm qua đĩa. Và tương tự chúng ta bấm cái nút khác. Bây giờ chúng ta thử dùng cái thao tác dò đài. Rồi các bạn xem, đây FM 91 và chúng ta bấm lên ở đây, bên đây có cái nút, có bốn cái mũi tên ha. Bốn mũi tên bấm. Bạn nghe nó tiếp một cái, bạn thả tay ra nó sẽ tự động dò đài. Trong trường hợp bạn dò xong được cái đài này rồi, các bạn muốn không muốn lần sau chúng ta thao tác như vậy nữa thì chúng bạn phải lưu cái đài này 94 nè, chúng ta lưu số 2, bấm giữ luôn số 2.
Rồi tiếp một cái là CH2 nè, chờ neo 2 nè. Rồi. Và chúng ta dò đài tiếp. Rồi. Bạn thấy mà. Rồi và chúng ta hít cái đài này thì chúng ta lưu là số 3. À chúng ta nhớ như vậy. Thì như vậy lần sau chúng ta làm liên tục vậy chúng ta lưu được tất cả là 6 đài chúng ta chọn ha. Đài FM của chúng ta hiện nay có hơn 6 đài nhưng mà tôi chọn 6 đài đó và chúng ta có thể bấm vô để chúng ta chọn. Ví dụ như vậy chúng ta hít 94 ha. Rồi, chẳng hạn như chúng ta bấm vô đây đài 90 này, đài 91 thì mình thấy nhiều người xem, ý nhiều người nghe, xin lỗi, em xem được. Rồi chúng ta lưu số 1 rồi. Rồi, chúng ta có 3 đài đã lưu thử và như vậy chúng ta có thể chọn đài trên này để chúng ta nghe cái thông tin theo cái đài này mà chúng ta thích. Chúng ta chọn, hôm nay chọn nhanh hơn các bạn ha. Rồi, phần FM, phần đĩa thì dễ rồi, chỉ cần bỏ đĩa vô đây thôi. Và cho nó sẽ có chúng ta chọn ở đây thì hát đĩa. Chúng ta có USB jack nhạc sẵn ở đây, chúng ta chọn đây hát USB Bluetooth. Bây giờ cái này là cái quan trọng, cái này là cái nhiều người hỏi đây, Bluetooth. Rồi, chúng ta thử kết nối Bluetooth. Các bạn có BT Audio bấm lên cái nút trên này. Rồi. Chúng ta nhấn vô nút này thêm một cái nữa. Rồi. Ở đây chúng ta nhớ là chúng ta dặn để chúng ta chọn đây có nhiều cái. Có rất là nhiều cái các bạn thấy không ạ? Rồi. Đây, Bluetooth. Chúng ta thấy là Bluetooth. Chúng ta enter nhấn vô. Bearing nhấn vô và chúng ta mở Bluetooth trên điện thoại chúng ta vô phần cài đặt của Bluetooth kết nối Wi-Fi Bluetooth sử dụng dữ liệu vô và vô cái phần Bluetooth trong đây hiện giờ cái máy nó đang dò các bạn chờ nó dò nhé rồi nó hiện ra cái K audio rồi các bạn thấy không ạ ở trên đây nó thấy cái chữ nó là K audio và đây có chữ K audio và chúng ta tự tin ta chọn vô đây chọn vô điện thoại đây rồi. Đang ghép đôi đây nó cái chữ đang ghép đôi ở đấy các bạn thấy đấy ghép đôi đấy đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta thử một cái ha nè khi các bạn khi các bạn kết nối được cái điện thoại với lại cái đầu CD này trên xe Vios rồi thì các bạn có thể bỏ điện thoại này bất kỳ ở nơi nào có ai gọi tới thì các bạn nhận cuộc gọi ở đây hoặc bạn không muốn nghe thì bạn kết thúc cuộc gọi ở đây. Không có vấn đề gì hết, rất đơn giản. Và trong trường hợp trong cái điện thoại bạn, bạn có thể có những bài nhạc hay mà bạn yêu thích, bạn có thể mở từ đây và nó phát ra lo cho cả nhà cùng nghe. Hoặc là các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn mở nhạc xong rồi nó phát ra, vân vân. Nếu đó thì việc sử dụng âm thanh trên xe Vios nó được mở rộng ra rất là đa dạng các bạn nha. Rồi. Hoặc các bạn có thể chọn một cuộc gọi bạn gọi, ví dụ như Thái đang có cuộc gọi nhỏ ở đây. Bạn gọi thử, Thái gọi thử cho bạn coi nha. Rồi. Và đây chắc thấy mở điện thoại xuống mở âm thanh này lớn lên và đây các bạn thấy cái bạn có nghe âm thanh nó lớn không anh không ạ alo ơi ơi đang công ty chưa hả để coi sao đang nhà hả rồi đang bận xíu xíu gọi lại rồi đây đấy không các bạn thấy không ạ rồi cái việc sử dụng điện thoại trở nên nó đơn giản hơn các bạn hãy vừa lái xe các bạn vừa nói chuyện điện thoại rồi liên quan đến cái phần sâu hơn cái phần mà chúng ta sử dụng được những chức năng thế này thì chúng ta cài đặt được những chức năng có một khách hàng nhận xe về đau cái khách hàng mua xe chỗ khác nha gọi điện hỏi mình là cái âm thanh của em cái loa xe em sao giờ nó hát có một loa thôi xe giờ hát có một loa xe Innova hát có một loa thì các bạn vô cái phần các bạn cũng vô cái phần cài đặt các bạn đầu tiên là các bạn xác định được bây giờ chúng ta đi vô cái nội dung nó sâu hơn xíu là vô cái phần cài đặt có một ai đó tái máy cái đầu CD của cái chiếc xe của anh bạn này và khi các bạn nhận xe mới về mà tại sao xe nó hát có một loa có một số người nó tại sao xe tôi chỉ hát có hai loa trước hoặc hai loa sau thì do trong cái phần cài đặt này nó có cho phép mình chỉnh được bạn hình dung cái xe của mình có bốn loa ở bốn góc trong cái không gian này và mình có thể chỉnh được hát hết hai loa trước hoặc hai loa sau và có ai đó đã chỉnh hoặc là vô tình mình ai đó tái máy thì người ta không biết thì chúng ta phải chỉnh cho nó cân bằng lại cái này gọi là chỉnh ba lăng và fader và các bạn cùng xem coi chỉnh nó như thế nào rồi bây giờ chúng ta nhớ cái nút tròn này ha rồi bấm vô trên đây nó có để là sử dụng cái nút này là sử dụng được volume nè dùng để nhấn nè hoặc là nhấn thì nó là menu tức là cái nút này nó kết hợp chính vì trên cái đầu CD từ xưa tới nay nó hay dùng kết hợp một nút cho nhiều chức năng cho nên làm cho khách hàng hơi khó sử dụng
rồi nhấn vô boot menu là vô menu. Trong menu này nó có, chúng ta có là audio control nè, bluetooth nè, phone nè, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta vô cái audio control, rồi chọn nhấn. Rồi trong đây nó có cái fader là chỉnh loa trước loa sau, ví dụ như các bạn đưa fader rồi chúng ta phải chọn cái fader này cái. Rồi nếu chúng ta để nó về F7, F7 là front, là phía trước, là toàn bộ nó chỉ hát hai cái loa trước thôi. Rồi chúng ta để R7 tức là toàn bộ nó dùng ra phía sau. À, cái này cũng lợi hại lắm các bạn, trong trường hợp các bạn chở đi đường trường, các bạn chở những người phía sau mà người ta mệt, người ta ngủ mà các bạn phải lái xe, chẳng lẽ các bạn tắt hết nhạc hay sao, đúng không? Thì chúng ta đưa đi về, ví dụ như đưa về phía trước hết để chúng ta nghe thôi, ngoài sau để cho người ta yên tĩnh, ta ngủ mà chúng ta vui vẻ thoải mái chúng ta lái. À, rồi. Rồi. Rồi như vậy thì để hay nhất thì chúng ta thường dùng nhất là chúng ta cho nó về không, và như vậy chúng ta enter. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra, bây giờ chúng ta đã có fader bằng không rồi, chúng ta kiểm tra lại cái ba lăng, tức là cân cân bằng bên trái bên phải như thế nào. Thì chúng ta nhấn escape, ở đây có nút escape là trên giống như trên bàn phím mình đó các bạn. Rồi thì nó sẽ ra lại đúng cái chỗ hồi nãy, và chúng ta xuống là chọn cái ba lăng. À, cái ba lăng này nó có ai đó đã chỉnh cái ba lăng này nó về hết về bên phải, các bạn thấy đúng không ạ? L7 nè, L là left bên trái, xin lỗi bên trái. À, ba lăng này bên phải chúng ta chọn vô và chúng ta đưa nó, công việc là chúng ta đưa nó về không. À, các bạn cứ dặn thoải mái ha, dặn qua dặn lại thoải mái, miễn sao nó không là được rồi. Ok, và chúng ta thoát ra. À, như vậy các bạn đã thấy rồi, chúng ta cái tất cả các loa của chúng ta khi hát sẽ hát, chắc chắn nó sẽ hát hết tất cả các loa bởi bốn góc, fader bằng không nè, ba lăng bằng không nè, bass. Trong trường hợp các bạn là những người sành điệu về âm nhạc và các bạn nghe cái thể loại nhạc nó cần tiếng bass lớn chút xíu thì các bạn vô đây. À, ok, cho bass nó cộng lên xíu, maximum nó là cộng 5 thì chúng ta phải cho cộng 3, cộng 4 gì đó tùy thể loại nhạc mà các bạn thích. Rồi chúng ta thoát ra. Trap cũng vậy, ví dụ trong trường hợp mà các bạn cái thể loại nhạc này bạn thích nghe tiếng trap, có người thích nghe tiếng trap cho nó trội hơn, ví dụ vậy. Rồi chúng ta chọn vô nghe tiếng trap nó trội hơn, vâng, ok. Rồi thoát ra. Level mode. Rồi rồi các bạn này theo kiểu hát, theo cái này style âm nhạc các bạn. Rồi các bạn chỉnh cái này thì cái style hát nhạc của nó sẽ khác đi một tí. À, rồi ok, như vậy là mình đã giải quyết cho bạn cái bài toán cân chỉnh ở bên trong của cái đầu CD Xeviot. Khi mà có một cái, có một vài cái loa nào đó nó không hát thì các bạn có thể kiểm tra trong cái phần mà fader và ba lăng. Ok, như chúng ta tìm hiểu những cái còn lại trong Bluetooth hồi nãy thấy nó rồi ha. Rồi phone, ví dụ phone thì chúng ta có thể là vô đây chúng ta để chúng ta chọn cho cái đầu này nó có được truy cập vào cái danh bạ của chúng ta hay không, ví dụ phone book nè, add contact gì nè đó, chúng ta đưa cái đưa contact, hoặc là chúng ta có thể xóa cái lịch sử gọi trên cái đầu này. Khi chúng ta gọi giống như điện thoại nó có cái lịch sử. Rồi vâng, các bạn sẽ tìm hiểu thêm về cái này vì cái này ít xài, và đây là sử dụng cái hộp số tự động. Các bạn xem. Thao tác cũng khá là đơn giản. Rồi, rồi. Các bạn đụng tới số tự động này, các bạn chỉ nhớ cho mình ba vị trí thôi. Cái đơn giản nhất là chúng ta, các bạn nhớ đúng đúng ba vị trí thôi là các bạn chạy được khắp cái nước Việt Nam này. Không có việc gì các bạn phải lo lắng, mà không có việc gì các bạn phải cần phải nhớ nhiều. Rồi, vị trí B. Rồi, đây. Vị trí bị chạy tới. Chạy tới là D đây. Và chạy về là R. Các bạn thấy không ạ? R đây. Không chạy nữa. Rồi, không chạy nữa thì về bơi, tắt máy, rút chìa khóa. Rồi các bạn thấy đơn giản mà, tới có, về có, nghỉ có, vậy là đủ rồi các bạn, đủ sai rồi. Rồi đi vào chi tiết hơn một chút xíu nữa. Rồi giờ chúng ta thử thao tác. Rồi nổ máy, rồi dầm thắng, rồi chúng ta đưa về D đúng không ạ? Chúng ta chạy ở ngay cái vị trí D này, có một số khách hàng thì lại lầm tưởng là đưa về đây xong rồi lại gạt qua đây. Như vậy là vị trí này mới gọi là vị trí D. Dạ không ạ, vị trí là vị trí M. Và khi chúng ta đưa cần số về vị trí D thì trên màn hình của nó có hiển thị vị trí tay số cho chúng ta. Chúng ta không việc gì phải gục đầu xuống giống như vậy. Và đây các bạn thấy không? Rồi, vị trí B. R. Xuống một cái là N. Xuống một cái là D. Qua đây mới là M, hay mà. Chứ qua đây không phải là D các bạn nhé. Rồi, ở đây là D. Nó có hiển thị trên màn hình hết. Và khi chúng ta chạy thì chúng ta đẩy lên một cái là nó lên số, đẩy xuống cái xuống số.
Rồi, rồi như vậy các bạn nhớ. Và bây giờ có một cái mà chúng ta muốn kiểm tra ở vị trí nào thì chúng ta đề máy được ha, vị trí chúng ta đề máy được. Ví dụ ở để vị trí B chúng ta đề máy được hay không. Rồi chúng ta thử đề máy ha, khi tay số ở vị trí D. Chúng ta không đề máy được. Ở vị trí N có đề máy được hay không? Nổ máy được, đúng không? Rồi, ok. Ở vị trí R, thì vị trí D có đề được hay không? Cũng không đề được. Ở vị trí B đề máy được hay không? Đề được. Và rồi các bạn thấy không ạ? Rồi. Ở vị trí M cũng sẽ không đề máy được. Vâng. Rồi. Một cái lưu ý nữa là ở vị trí nào thì chúng ta rút chìa khóa được. Có một số người lấy xe về xong rồi chạy được rồi nhưng mà rút chìa khóa không được. Cái này có người bị rồi. Chẳng lẽ mua xe hơi về chạy xong rồi đi chơi đã 11, 12 giờ đêm xong rồi rút chìa khóa không được. Rồi phải ngồi ở ngoài hiên canh cái xe của mình các bạn. Cũng căng ha. Rồi. Rồi. Đây là vị trí D. Chúng ta thử tắt máy. Chúng ta tắt máy được. Nhưng mà rút chìa khóa. Chúng ta tắt vị trí nấc 2 thôi, chúng ta không rút chìa khóa được. Đúng không ạ? Ở vị trí N tắt máy được nhưng mà cũng không rút chìa khóa được. Chìa khóa muốn rút được nó phải lệch xuống tới đây. Rồi R không được. Và B như vậy thử rồi, đây là vị trí nổ máy, tắt máy, chúng ta dặn chìa khóa nó xuống sâu hơn được như hơn lúc nãy các bạn thấy đúng không ạ? Và rút chìa khóa ra được. Vâng, như vậy chỉ có một vị trí nhá. Như vậy chỉ có một cái vị trí là chúng ta có thể tắt máy và rút được chìa khóa, đó là khi chúng ta không chạy nữa, chúng ta đưa nó về vị trí B, các bạn thấy không ạ? Chúng ta đưa về vị trí B thì chúng ta mới tắt máy và chúng ta rút chìa khóa được. Còn vị trí M các bạn, vị trí M thì chúng ta sử dụng trong trường hợp nào? Tại sao phải có vị trí M? Vị trí M để sử dụng trong trường hợp mà các bạn đổ đèo. Có hai trường hợp mà các bạn thường sử dụng khi cần tới vị trí M, đó là khi các bạn đổ đèo. Đổ đèo thì các bạn cần phải về số, tức là kéo xuống ở vị trí trừ, các bạn thấy không ạ? Để cho nó hắn động cơ phụ, thay vì tất cả cái việc mà hãm chiếc xe khi đổ đèo nhờ vào hệ thống phanh. Thì như vậy thì hệ thống phanh sẽ bị quá tải, cho nên phải có vị trí này để chúng ta đổ đèo, cho nó hãm lại, để giảm tải cho hệ thống phanh. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp các bạn muốn lái xe theo ý của các bạn. Khi bạn đưa về vị trí M mà các bạn đậu tại chỗ thì đương nhiên nó là số 1. Bạn đạp ga, xong đẩy lên số 2, đẩy lên số 3, đẩy lên số 4, tức là mình lái theo ý của mình, hay nói cách khác là bạn là người quyết định thời điểm sang số. Xe Vios Sentis là hộp số tự vô cấp, tại sao lại là có số 1, 2, 3, 4? Mình giải thích các bạn luôn nhé. Nó là hộp số tự động vô cấp, tuy nhiên nhà sản xuất phải làm cho nó những cái điểm trên cái bộ truyền động vô cấp của nó đó, thì người ta điều khiển bằng điện tử mà. Cho nên người ta chọn ra những cái điểm với những cái tương ứng với những tỷ số truyền nhất định, tương ứng với số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng. Và như vậy thì nó đó là những cấp số ảo mà điều khiển bằng điện tử chứ không phải là bánh răng, không phải là cả cặp bánh răng các bạn nhé. Thì phải nhờ có những phải có chế độ chạy M hay là những cái cặp số ảo này thì để người ta khống chế, để người ta chốt lại cái tỷ số truyền đó, để chúng ta điều khiển nó giống như là ở trạng thái chúng ta chạy bán tự động hay giống như trạng thái số sàn, để trong trường hợp chúng ta xuống đèo hoặc chúng ta thay đổi số, chúng ta tăng giảm số theo ý của chúng ta. Tiếp theo sau các bạn xem các tính năng khác. Cảm ơn các bạn, nếu các bạn còn thắc mắc gì xin vui lòng gọi điện cho Thái. Rồi bây giờ còn cái đèn trần. Xe Vios thì đèn trần nó khá đơn giản các bạn, nó không giống như Innova G có đèn cung rồi hay là Fortuner, những xe 7 chỗ nó có nhiều đèn, nó có một cái đèn mà thôi. Rồi, trên bất kỳ cái đèn trần nào của xe Toyota hiện nay thì các bạn luôn luôn lưu ý nó sẽ có ba nấc, có một cái nút gạt được ba nấc nè. Các bạn thấy không ạ? Này là tắt hết. Cái là theo cửa, tức là khi mình mở cửa thì nó sáng, mình đóng cửa thì nó tắt. Cái đèn nó tắt liệm dần, rất là dễ thương. Và cái này để cho nó sáng cưỡng bức, các bạn thấy nha. Nếu mà như vậy thì chúng ta tắt máy, chúng ta rút chìa khóa thì cái đèn nó vẫn sáng ha. Các bạn lưu ý cái trường hợp này, để lâu cả tháng trời có khi nó lại hết bình. Rồi. Tốt nhất thì các bạn nên để heo cửa các bạn nha. Và ngoài cái chuyện heo cửa ra, bây giờ mình cho nó tắt hết thì đèn vẫn sáng nè. Rồi để cho chọt vô. Ít có người nghĩ là cái này, cái mặt kính này nó láng bóng như vậy lại ấn vô thì đèn lại sáng, cho nên là có một số tình huống các bạn quơ gì đó thì các bạn lại thấy nó sáng, và chúng ta tắt máy, rút chìa khóa, lóc cửa thì đèn cứ vẫn sáng hoài, và đâm ra là các bạn lại không biết tại sao hơi lo lắng ha.
còn cái này nữa. Như vậy là có một cách mở đèn, hai cách mở đèn và cách cuối cùng là cách này, là ba cách mở đèn, tắt mở đèn. Các bạn lưu ý nha. Cái kính chiếu hậu đây các bạn, kính chiếu hậu này các bạn sau khi chỉnh xong thì nó có cái lẫy này, cái này các bạn lưu ý. Cái này là tính năng chống chói cơ khí bình thường thôi, tức là khi các bạn chạy bị chói thì các bạn lẫy cái này, thì cái này nó kính nó gục xuống, hoặc các bạn bẫy cái này lại một cái thì nó về lại đúng cái vị trí hồi nãy các bạn đã chỉnh, rất là tiện lợi các bạn nha. Rồi xe Vios thì có một số tính năng như thế. Không là cái clip này sẽ giúp ích được cho các bạn mới, hoặc các bạn mới lần đầu tiên lái xe của người khác là chiếc xe Vios, thì các bạn có thể khám phá và lái xe, khám phá được tất cả các tính năng trên xe nó có sẵn. Và mình rất là mong mà các bạn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.